Đây là một căn nhà thì có lẽ ở góc đây là gian chính cả nhà. Và phía bên đây có thể là gian phụ. Hồi xưa là ông bà để lại coi như là ở đó không được ngủ, sau này mới gạt lắm nên là mới ngủ trên đó. Chứ là lúc trước là không ai ngủ được hết. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Bình Định. Khi mà đi ngang qua cái con đường quê này cả nhà, thì Nhân có thấy một cái ngôi nhà mà nhìn cái vẻ bề ngoài của ngôi nhà nó rất là cổ kính luôn. Nó toát lên một cái vẻ gì đó mà hoài niệm về những cái ký ức lúc xưa cả nhà. Vì vậy mà nó cuốn hút mình, nó cuốn hút Nhân là mong muốn là sẽ vào bên trong để tìm chủ nhân của căn nhà cổ này, để tìm hiểu cái nguồn gốc lịch sử cũng như là cái ngôi nhà được hình thành như thế nào và cái kiến trúc của nó ra làm sao, thì để biết được căn nhà như thế nào, mời cả nhà hãy cùng với Nhân tiến vào bên trong để xin phép chủ nhà để mà tìm hiểu về ngôi nhà nhé. Đi thôi cả nhà. Cái con đường đi vào thôi thì cũng cảm thấy rất là đẹp rồi. Một cái miền quê yên bình của tỉnh Bình Định cả nhà. Không biết rằng là Nhân có đủ duyên để có thể gặp được chủ nhân của căn nhà này hay không nữa. Nhân sẽ vào một cách rất là ngẫu nhiên. Hy vọng rằng là sẽ gặp được chủ nhà ở đây. Wow. Tất cả những cái phần xi măng thì nó Nhân thấy nó cổ kính cả nhà, nhưng mà riêng có một cái góc ngói thì đã thay bằng những cái tấm tôn rồi, cái ngói bằng tôn rồi. Chắc có lẽ là cái phần mái bị hư hay sao á, cho nên là chủ nhà họ đã thay đi rồi. Nhưng mà nó vẫn còn toát lên một cái nét rất là cổ kính. Trước khi chia sẻ về căn nhà thì đi tìm chủ nhà ra cả nhà. Có lẽ căn nhà cũng được xây dựng khá là lâu rồi. Dạ con chào ông. Ông ơi, con tham quan nhà ông xíu được không? Con tham quan nhà ông một xíu được không? Cái gì đâu không bà. Dạ, bởi vì con thấy căn nhà mình nó cổ kính á. Con thích những cái gì nó cổ cổ, cho nên là con vào đây con xin phép ông ạ. Dạ, ủa, ông sống ở đây với ai? Sống gia đình với ai? À dạ. Vợ con. À vậy là ở phía sau này là ông sống ở phía sau này cả nhà. À là mình ở phía sau này hả ông? Mình ở phía sau này ạ? Hả? Dạ, còn ở phía trước là mình còn ở không? À, phía trước là nhà thờ. Ủa? Nhà... Đó là nhà thờ, ở phía sau không à? À, nhà thờ là thờ ông bà tổ tiên đó ạ? À, ông bà tổ tiên, đúng rồi. Dạ. Con ở trong Nha Trang á. Con đi ngang qua đây, con thấy căn nhà cổ cổ, con muốn ghé, con hỏi thăm ông xíu. Căn nhà mình xây dựng lâu chưa ông ơi? Trước 1930. Trước năm 1930 ạ? À? Dạ. Là đã tồn tại cũng cả trăm năm ông ha? À trên. Khoảng gần 101. Dạ, gần 110 năm. Wow. Vậy là gia đình mình quyết định là cứ giữ mãi cái căn nhà thờ ở trên đó không? À. Ồ. Cho con ra phía trước con tham quan xíu nha. Dạ con cảm ơn ạ. Mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi ra phía trước căn nhà để tham quan. Cũng có thể thấy một điều rằng là ở cái mảng tường phía bên đây này, rễ cây nó bám rất là nhiều. Không biết là đây là cái rễ cây gì cả nhà.
Có lẽ là lúc trước á, cái mảng tường ở đây nè sẽ có rất là nhiều những cái dây leo nó bám ở trên đây. Và hiện tại thì đã dọn sạch sẽ hết tất cả những cái lá rồi, nhưng mà vẫn còn cái phần rễ nó dính lại ở đây nè. Cả nhà thấy rêu phong, đây là minh chứng của thời gian cả nhà. Đây rêu phong nè, phần móng thì ở dưới rất là nhiều những cái loại đá khác nhau với hình thù, kích thước nó không có đồng đều. Đây phần móng cũng rất là kiên cố cả nhà. Đây là cảnh quan phía trước của căn nhà này, rất là rêu phong luôn. Ở trên thì có chạm khắc những cái hoa văn rất là tinh xảo. Có một cái điều đặc biệt cả nhà là ở trên những cái cột này là trước kia có lẽ rằng là sẽ có những cái sẽ đính những cái dĩa lên trên đây nè, nhưng mà không hiểu vì sao mà bây giờ cái dĩa nó đã mất rồi, nó vẫn còn có một cái lỗ rất là sâu nó nằm ở trên đó. Phía bên đây vẫn còn được một cái dĩa nè cả nhà. Và đây là cái dĩa mà bên trong nó có một cái chữ gì đó. Nhân cũng không biết là cái chữ này chữ gì. Bây giờ mình sẽ nhìn tổng thể căn nhà. Đây là một căn nhà thì có lẽ ở góc đây là gian chính cả nhà, và phía bên đây có thể là gian phụ. Trải qua hàng trăm năm tồn tại ở đây mà căn nhà vẫn giữ nguyên vẹn cái kiến trúc ban đầu của nó như vậy thì chứng tỏ một điều rằng là trước kia chủ nhân của căn nhà này xây dựng căn nhà rất là kiên cố. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong cái hành lang. Ở đây thì có thể thấy được rõ một điều rằng là hơn 100 năm về trước thì đã sử dụng những cái loại gạch thẻ như thế này. Nó rất là chắc chắn. Những cái ô gió thì được gắn bằng những cái ô vuông như thế này, mà cái chất liệu này thì nhận thấy rằng là hình như là nó bằng một cái loại men. Nếu như mà cách đây hàng trăm năm về trước đã sử dụng cái loại men này rồi thì phải nói hiếm thấy nha cả nhà. Đây là hiếm thấy. Ở đây thì đã có sự tu bổ lại rồi nè, bằng những cái xi măng mới nè. Cửa gỗ. Cửa này lâu đời lắm rồi.
phía trước căn nhà có ba cánh cửa, và ở đây là cánh cửa lớn. Thì hồi xưa xây nhà thường thường là sẽ xây một cái căn nhà, nó sẽ có ba gian, là gian giữa là sẽ là cái nơi thờ cúng, và hai bên là sẽ là cái nơi để mà ngủ cả nhà. Còn đây là những cái hoa văn chạm khắc. Hiện tại thì bây giờ cái việc mà xây nhà ba gian á, thì dường như là đã rất là hiếm rồi. Bây giờ đa số người ta sẽ chuộng những cái căn nhà mà nó hiện đại hơn, xây theo kiểu giống như là mái Thái nè, rồi nhà hộp nè, rồi nhà đổ mê. Vì vậy mà cái việc mà lưu giữ những cái giá trị lâu đời và những căn nhà ba gian như thế này thì phải nói rất là hiếm. Cả 500 năm về trước mà đã gắn được những cái men này lên đây cả nhà. Đây là những cái rêu phong, rêu xanh luôn. Thường thì những căn nhà mà tồn tại cả trăm năm á, thì chắc chắn là rằng là sẽ có những cái rêu xanh này bám lên này. Lúc trước thì mình cũng có đi khám phá một cái căn biệt thự nằm sâu ở trong cái rừng thông của Đà Lạt á. Đó là căn biệt thự thời Pháp rồi. Thì nó cũng rất là cũ và nó cũng rêu phong như thế này nè. Tuy là bây giờ cuộc sống đã rất là hiện đại rồi, nhưng mà khi mà chúng ta đi trên đường mà để còn bắt gặp lại những căn nhà cổ xưa như thế này thì phải nói rất là hiếm thấy. Đóng kín cửa rồi. Cánh cửa này á, có lẽ đã lâu lắm rồi không có được mở này cả nhà thấy không? Mạng nhện nó bám này. Ở đây có một cái giường cũng khá là cũ rồi nhưng mà vẫn còn đang để ở đây cả nhà. Cái giường này có lẽ là nó cũng có thể là tuổi đời của nó cũng xem với lại tuổi đời của căn nhà này. Ở đây có một cái cánh cửa mà khóa mà nó rất là xét luôn rồi. Và không biết là bây giờ chìa khóa thì có mở được cái cánh cửa này hay không luôn á. Ngộ ta. Thường thì sẽ khóa một ổ khóa thôi, nhưng mà ở đây á là ông cụ ông khóa tới 1, 2, 3, 4 cái ổ khóa. Trời ơi. Không biết căn phòng này ở bên trong chứa đựng điều gì đó mà lại khóa kỹ như thế này luôn này. Xíu nữa thì sẽ xin cụ ông á mở hết cái cửa ở phía trước để mình vào trong mình tham quan, thì không biết là có được hay không cả nhà. Thì hy vọng rằng là sẽ được. Mà ông đi đâu luôn à? Hình như là ông giao căn nhà lại cho mình luôn rồi cả nhà. Không thấy ông đâu cả. Cho cả nhà xem lại cảnh quan ở phía trước căn nhà thêm một lần nữa. Ở phía bên đây dường như là còn nguyên bản nè. Nhưng mà cái ngói ở trên thì chắc cái này cũng thay rồi. Thường thường nếu mà cái đây cả trăm năm về trước thì người ta sẽ sử dụng cái ngói đó là cái ngói âm dương nhiều hơn. Nhưng mà phần ngói ở trên thì đã bị thay đổi rồi. Uh,
cây cối phía bên đây nó phủ hết rồi. Nếu mà khi mà chúng ta đi ngang qua đây á, nếu không để ý kỹ thì chắc có lẽ rằng là không thấy căn nhà nằm ở trong đây luôn, bởi vì ở đây cây cối bao phủ kín hết rồi. Bây giờ sẽ đi tìm cụ ông để ông có thể mở cửa ra cho mình xem. Quan trọng là không biết là cửa còn mở được hay không nữa. Ông đi đâu rồi ta? Ông ơi! Nhà ông đất khá là rộng cho nên là trồng rất là nhiều cây ăn quả luôn. Cả nhà thấy ở quê không? Rất là thoải mái. Khi mà vào thì đi có thể chia sẻ rất là tự nhiên, rất là hiếu khách cả nhà. Dạ ông ơi. À, hiện tại thì ông sống ở đây cùng với ai? Với gia đình. À dạ, hồi nãy ông có nói rồi. À. Dạ. Thì con ở xa con tới á, thì cũng thấy nhà mình cổ kính như vậy, con cũng rất là tò mò. Tại vì tuổi tụi con còn trẻ á, thì thấy những cái gì mà nó hồi cổ như thế này, tụi con cũng rất là muốn tìm hiểu để chia sẻ. Thì những cái cánh cửa ở phía trước á ông, bây giờ ông còn mở được không? Mở nhưng mà mở chỉ có cành giữa không, mở hai cánh cành giữa không, còn hai bên thì không mở được. À, mở cái căn ở giữa chính chỗ gian thờ ra thì mở được thôi. Vậy thì hôm nay con có cái duyên con đến thì ông có thể cho con tham quan một chút được không? Cái đó là tại vì ít khi mở cửa cho người ngoài vô đó. Vậy là căn nhà của mình ít khi mà mở cửa cái gian đó ra để người ngoài thăm ạ? À? Mở chứ mà, nhưng mà những hôm nào mà chỉ có một tháng mới hai được. Tức là nghe trăm hôm một thì mới mở cửa rồi. Để là dọn dẹp bàn thờ rồi đốt nhang rồi hay là cưng đồ này kia thôi. Vậy là trong một tháng là mình chỉ mở hai lần thôi. À. Một là mùng 1, hai là ngày rằm. À. Ngoài ra là mình thì đóng kín cửa luôn. À, dưới ngày giỗ nữa. Trừ những cái giỗ ra. À. À, dưới ngày thường là chỉ cái một tháng cái hai lần. Còn ít khi mà bỏ đó. Vì sao mà mình không mở ra cho nó thoáng ạ? Thoáng cho mà, nhưng mà tại vì ở đó yên tĩnh chứ là lâu lâu là mở dọn dẹp đi vậy thôi à. Chứ không. À, ý là mình... hồi xưa là ông bà để lại coi như là ở đó không được ngủ, sau này mới gạt lắm là mới ngủ trên đó. Chứ mà lúc trước là không ai ngủ được hết. Ủa? Với cái lâu khi nào mà có khách hay là thân thiết lắm hả, cha là người đàn ông mà mới được ngủ đó, còn đàn bà với khóc là không ngủ. Mà con cháu không được ngủ đó, con cháu ở lên lầu một, ở lầu hai là ở đây hoặc là ở nhà bên kia, còn nhà thờ là khóc là không có ai ngủ. Nếu có ngủ đi chăng nữa thì chỉ có đàn ông thôi. À. Còn phụ nữ đàn bà là không được phép ngủ chỗ đó. Nhà thờ là không, với khóc không ngủ và ngủ cũng không được luôn ạ. Vì sao mà mình ngủ không được? Cái đó không biết, tại vì nghe ông bà thì nói lại thôi, chứ hồi lúc đó thì chú đâu cũng đã sinh ra đâu ấy. À, là truyền lại từ đời này sang đời khác. À. Là tới đời của ông là vẫn báo rằng là không được phép ngủ ở đó. À. Tại vì cái lúc mà hồi ông già nói chuyện là các cái ông khách mà gì mà hình như là hồi xưa là người ta nói, nghe người ta nói là ai thì chó lên đó ngủ là bị xô, bị người xô. À. Không biết sao, không biết là có một vị khách đến đây. À. Nhưng mà cái người đó thì lại ăn thịt cầy. Ừ. Cho nên khi mà vào ngủ ở cái chỗ đó. À. Thì bị những cái người khuất mặt họ đuổi. À. Đi. À. Xô té xuống giường luôn. Xô rớt giường luôn hả? À? Ừ. Vậy thì nếu mà đến đây mà muốn thăm cái gian thờ đó là cái người nó phải sạch sẽ, không được phép ăn. Hồi đó nó cho bà đồ hầu từ xưa, chứ bây giờ thì qua cái quá trình đó lâu quá rồi thì nó cũng. Nhưng mà mình vẫn phải lưu giữ lại những cái gì ông bà đã truyền lại. Là mình con cháu thì mình giữ như vậy. Dạ. Chứ còn thì đó. Không được làm sai. À. Vậy là từ lúc nhỏ sinh ra tới bây giờ ông đã bao giờ ông ngủ trên nhà thờ đó chứ? Ông cảm thấy bình thường không? Ông bình thường.
Ồ, nhưng mà những người phụ nữ thì lại không được. Không không ngủ thì cũng bình thường, nhưng mà là mà không không ngủ thôi. Câu bà già tôi bà còn là bà chỉ có mình bà cụ ngủ đó thôi. Ồ. Ngủ ở phía bên này. Dạ. Chứ không ngủ cái gian giữa với gian bên này. Tại vì hai gian này là thờ, sau này mới thờ hết phía này. Là bà cụ là coi như là lúc đó là cụ trên 90 rồi. Dạ. Là bà cụ với mình mà bà cụ ngủ đó với là tôi nữa. Ngoài ra là không ai được phép. Không ai ngủ. À cũng ngộ ha. Mấy cái cháu như là mấy bà chị hay mấy đứa cháu đồ đồ không ngủ đó. Là bây giờ mình vẫn lưu giữ tới bây giờ là cái phong tục rằng là không, người phụ nữ là không được phép ngủ ở đó. Và nói chung là người đàn ông cũng hạn chế được ngủ ở đó luôn. Đúng rồi. Là chỉ giữ lại cái không gian riêng tư đó để thờ cúng ông bà tổ tiên cho nó yên tĩnh. Và cũng hạn chế mở cửa luôn. À, vậy hàng cái mở cửa thì cái đó mới thì là cậu không có gì đó có không có tiền về đây. Tao mở cửa vô. Dạ dạ. Vô. Dạ con đi ngõ trước ạ. À. Dạ. Để con đi ngõ trước. Dạ. Dạ. Cảm ơn ông nha. Cả nhà nghe không? Đôi khi á có những cái câu chuyện mà khi mà chúng ta tìm hiểu thì mới thấy được cả nhà. Trong cuộc sống của chúng ta thì có những cái điều mà chúng ta không thể nào mà chúng ta giải thích được. Cũng giống như hôm nay tình cờ đi ngang qua căn nhà này thì ông chia sẻ là phụ nữ không được phép ngủ ở trên cái gian này. À là mình chỉ mở được cái cửa này thôi. À dạ, thôi xin phép ông bà cho con thăm nhà chút. Ê, con bỏ cái này ra phải không? Bỏ vậy. Dạ dạ. Hồi xưa là đây có một cái thắng giá bộ ngựa rồi đó. À, lúc trước là bên này là có một cái tấm phản. Dạ. Đó là cái này là mới thờ sau. Dạ. Rồi bà già ngủ đó. Dạ. Bên này là cái vàng này, là coi như là vàng này là bà còn ngủ là cái phía đây. Không dạ. Phía này. À, chỉ được phép nằm đây thôi. Ừ, nằm đây. À. Đây là thờ ông bà, còn cái đây là thờ thờ. Ủa, nhà mình có thờ. Cái này phía này là thờ thờ. Dạ, còn phía này là thờ ông bà. Có thờ thần nữa. Ông bà phía này bên kia. Mình chỉ được phép ngủ ở cái gian thờ thần thôi. À. Còn phía phía này là không được ngủ. À phía bên này không được à? Ngủ bên phía này. Mình phía ông bà. Ngủ phía bên này thôi à? Ông bà. Còn bên đây là không được ngủ. Ồ, nhưng mà con thấy có một cái giường thì để. Cái giường đây là hậu giường của ông ngủ đây. Tôi coi như là tôi là kêu là ông nội. Ông nội, dạ. Ồ. Cả nhà thấy không? Có những câu chuyện khi mà tìm hiểu thì mới biết được. Dạ. Chắc có lẽ là thôi bây giờ tham quan như thế này là được rồi ông. À, để yên tĩnh cái không gian thờ cúng. Ý là thăm như thế này là được rồi. Vì không gian ở đây là không gian thờ cúng á, cho nên là thôi xin phép ông đóng cửa lại đi. Dạ, cho để cho yên tĩnh. Dạ. Đó thì cho cả nhà xem sơ qua cái không gian ở bên trong một xíu như vậy là được rồi. Dạ. Ủa vậy thì hiện tại là ông sống ở đây là cùng với bao nhiêu người con? Với hai người. À hai người con. Là ở phía sau hết hả ông ha? Ở phía sau hết. Dạ. Và bây giờ là trong truyền... cái coi như là con thì nó ở nhà riêng nó chỉ cứ về đây thôi, chứ hai ông bà già thôi. À là hai ông bà già ở đây. Ừ. để mà chăm nom quét dọn ở đây. Và hiện tại thì gia đình mình là lưu giữ lại một cái truyền thống hồi xưa giờ ông bà đã truyền lại, đó là phải giữ gìn cái căn nhà này. Dạ. Ví dụ khi mà nó bị cái chỗ nào đó thì mình phải tôn tạo. Đúng rồi. Và bắt buộc là phải giữ. Bây giờ hiện tại là căn nhà này thì mình còn sống tới đâu mình giữ tới đó, chứ sao con cháu ai biết được. Vậy mình thì để lại cho mình di chúc lại cho giữ, nhưng mà cái đó thì tùy chứ mình cũng khó. Vậy thì căn nhà này là mấy đời rồi không? Thì tới đời tôi là thứ ba. Thời ông nội tôi rồi ông già già tôi. Còn dạ. Đời con tôi giờ mình thì nó mấy đứa nó ở dơ rồi đứa ở ngoài kia. À. Biết có về đây để giữ hay không vậy đó không biết được. Dạ, tới đó thì tính sâu. Dạ, nhưng mà tới đời của ông thì ông phải giữ lại theo lời di nguyện của ông, bà. Bên này gần 80 rồi. Dạ. Thì sống ít năm nữa chứ bao nhiêu. Dạ, dạ. Vậy đó. Thì mình cũng giữ thôi chứ. Dạ. Thôi thì cũng tình cờ con đi ngang qua thôi. Thì thấy căn nhà cổ thì con có
con muốn chia sẻ một xíu. Cái gì đâu? Rồi con có ít phần quà. Không, con hỏi, không có, dạ. không được. Cái này thì cảm ơn cháu chứ mà cái này đâu có cái lợi đó, không có. À, tại vì con thấy ông với bà cũng lớn tuổi mà sống ở đây thì con hỗ trợ. Không, không có. Để ông mua gạo thôi à. Chứ không có, chứ bình thường. À dạ bình thường không? Rồi chịu được. Dạ. Phải vậy thôi. Tại vì con sợ cũng làm phiền ông buổi trưa. Không có gì, tại vì nói chứ cái năm mà thì tôi cũng mới về đây, tôi ở Phan Thiết. Ủa ông ở Phan Thiết về hả? Ở Phan Thiết. Tại vì tôi bỏ tôi đi là từ năm sau giải phóng là tôi đã đi Sài Gòn rồi. À, đi Sài Gòn hả? Tôi sống Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn xong Sài Gòn là coi như năm 90 là tôi về Phan Thiết. Dạ. Tôi về Phan Thiết lập nghiệp ở Phan Thiết. Rồi xong cây là bà cụ bà yếu là tôi mới về đây, tôi về đây chưa được 10 năm mà. Dạ. Là hai vợ chồng sống đây luôn. Vậy là giữ nhà. Lúc là bà yếu rồi thì ông mới về ông giữ. Ừ, bà cụ á. Dạ. Hồi đó bà cụ là 94 tuổi rồi. Dạ. À, về đây được khoảng 4-5 năm thì bà cụ đó. Cụ cất rồi mất rồi thì ở đây luôn. Bà xã về còn nhà ở Phan Thiết. Nhà Phan Thiết còn để Phan Thiết con nó ở bớt. Đi nó coi nhà luôn. Dạ. Nhưng mà ở đây là gốc của quê hương. Ừ, cũng đây là quê hương khi anh sanh đây. Dạ. Còn con thì đã sanh ông đó. Dạ. Tính ra là ông cũng sống nhiều nơi rồi ha. Sài Gòn, Phan Thiết rồi. Sài Gòn thì vô Sài Gòn từ năm 79 là Sài Gòn. Dạ. Về Sài Gòn năm 90 là mới đi về Phan Thiết. Vậy thì cho tới bây giờ ông có hay đi Phan Thiết hay thì là... bà xã đi về Phan Thiết. Dạ. Chưa về. Dạ. Về thăm cháu nội với xem nhà cũ rồi đó, trong đó. Dạ. Nhà còn đó. Vậy thì cái ký ức sâu sắc nhất của ông về căn nhà này là gì? Thì cái mình nói tới cái hồi xưa á, tại vì cái hồi tôi sống đây á là từ năm 58 là tôi đi Quy Nhơn rồi. Dạ. Năm 1958 là tôi đi Quy Nhơn, là Quy Nhơn là chỉ có ngày thứ bảy là về. Thứ bảy là về là chiều chủ nhật đi Quy Nhơn xuống như hạt Quy Nhơn. Dạ. Rồi xong rồi là coi như là 70 giờ tôi đi Sài Gòn tập rồi. Là khi giải phóng là tôi đạp năm cuối năm đại học là giải phóng. Dạ. Rồi tôi về luôn. Là coi như là cái này cái quá trình của già đấy là coi như là hồi thơ ấu của mình vậy. Rồi sau này mình giờ ông bà nói lại thì mình giờ mình giữ cái di tích của ông bà tới đâu hay tới đó. Dạ. Tại vì hồi kia ông nội là lý trưởng ở đây. Lý trưởng à? Lý trưởng ở đây. Dạ. Thì cái nhà đây là cái nhà ở xã đây là cái nhà đây là số 1. Hồi xưa là nhà này là to nhất ở đây. Ừ, số 1. Wow. Mà giàu số 1 mà lớn nhất ở đây nữa. Trời ơi. Sau này con cháu là mấy đứa con là mấy ông cũng làm cũng bự hơi không à. Tại ông già tôi là đại úy quận trưởng công an cái cảnh sát hồi xưa. Trời ơi, dạ. Tư Phước. Dạ. Hồi đó là đại úy cảnh sát. Rồi ông học tới đại học. À, tôi học năm cuối của quản trị ngân hàng ở Sài Gòn. Dạ. Rồi năm 75 là giải phóng rồi tôi mới về. Rồi ông... đây năm cuối chưa có lấy bằng, bỏ luôn ạ. Bỏ luôn à? Không lấy bằng luôn ạ. Được cái coi cái gì là nghỉ trước lấy bằng. Giải phóng trước kia lấy bằng là tháng 8, tháng 10 mình lấy bằng lận. Dạ. Mà là tháng 4 là coi như là giải phóng luôn. À. Thì coi như học của bạn. Học 4 năm nhưng mà không có loạn. Cũng tiếc cho ông ha. Nhưng mà nó vẫn còn phải lưu giữ giấy tờ lại cho mình chứ. Thế không? Không, lúc đó là coi như giữ cái những chứng chỉ thì có. Nhưng dạ, mà cái bằng tốt nghiệp thì không có. Dạ. Tại vì ở lúc đó là anh cuối năm á. Dạ. Ví dụ anh học coi như đó quản trị ngân hàng á. Là anh có 4 cái chứng chỉ có tốt. Là nó lấy cái phòng có tốt. Rồi bên công quỹ hấu đối coi là dưới lại là anh đang thương mại, nghĩa là cái nó gồm nhau cái từng kiến chỉ với nó gồm nhau một cái phòng. Dạ. Phòng qua phòng rồi anh cuối năm cuối khó tức là mãn cái anh lấy cử nhân á là anh coi tóm kết hết là anh mới lấy cử nhân. Anh nhận anh mới công việc là tốt nghiệp. Có nghĩa là mình phải lấy nhiều cái học phần gộp lại. Ừ. Dạ, thì mình mới đủ. Hồi xưa dạ. Đó là kêu là tín chỉ. Tín chỉ, dạ. À, tín chỉ. Dạ, có nghĩa là mình học trong cái ngành ngân hàng đó, nó sẽ có nhiều cái tín chỉ của khác nhau. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nó tổng quát đó, tại anh bên cái
cái thư á. Dạ. Cái viết thư mà để mà anh giao dịch cho anh cái hợp đồng người ta là nó về anh phải học cái đó nữa. Dạ. Rồi cái đó anh có học. Dạ. Rồi ngân quỹ hối đó là hối suất hối đó là anh có học hết. Dạ. Tức là nó gồm lại cái tất cả những cái đó là anh mới lấy kỹ sư của thầy ngân hàng. Có nghĩa là trong cái ngành ngân hàng mình sẽ học rất là nhiều thứ như là quản trị kinh tế rồi kế toán hay là tài chính gì đó là mình học hết. Anh có gì anh lấy cái cử nhân ra là anh coi thứ anh có thể làm một ngành giám đốc ngân hàng hồi thời đó đó chứ không. Vậy thì cuối cùng sau khi mà không có lấy được cái bằng đại học thì ông... thì mình chưa lấy được. Dạ. Tại vì tháng tư là đã giải phóng rồi. Dạ. Mà coi như là tháng 8 mình bư xong là tháng 10 là mình mới lấy cử nhân. Dạ. Thì tháng tư giải phóng rồi mình đâu có bạn. Chỉ còn lại là cái tú tài 2 thôi. Dạ. Của mình thôi. Vậy là mình được cái tú tài thôi. Thì tú tài là mình thi rồi mình mới vô học đại học. Dạ dạ. Nhưng mà thời đó là như vậy là cũng quá giỏi rồi không? Cái đó là... thì lên đại học hồi lúc đó lên đại học anh phải có tú tài 2 chứ. Tú tài là cái giống như là bây giờ là lấy cái bằng tốt nghiệp 12 phải không ạ? Dạ. Nhưng mà anh thi được hoàn. Dạ. Coi như là qua lớp 11 là anh thi một bằng. Dạ. Tức là anh lấy tú tài nữa, tức là bác. Dạ. Tức là một nữa. Tức là cái nữa đó anh có thể anh vô anh thi hoàn thước anh là quý. Dạ. Còn anh muốn vô Đà Lạt là anh ra sĩ quan Đà Lạt là anh phải lấy cái 2. Dạ. Tức qua 12 rồi anh đậu, rồi anh mới lấy cái bằng đó, anh mới vô coi như là đại học, là Đà Lạt. Dạ. Còn không là anh vô đại học. Chứ còn anh lấy cái một cái là anh vô đại học cũng được. Dạ. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thì cảm ơn ông đã cho phép con đi tham quan căn nhà cổ của mình nè, rồi để chia sẻ lên một cái nét cổ kính mà nó tồn tại cách đây hơn cả 100 năm rồi. Thì cũng cảm ơn rất là nhiều. Thật ra thì con cũng muốn chia sẻ là để các ông các bà cũng lớn tuổi rồi, nhiều khi người ta nhìn lại đây người ta sẽ nhớ lại một cái ký ức hồi xưa nó như thế nào. Và với lại cũng có một số người con xa quê, khi mà họ xem được cái cảnh quê như thế này thì cũng ôn lại một xíu kỷ niệm cho họ một xíu. Dạ. Thì biết ông biết tiền ông không có nhận cả nhà. Ôi, có bà lao. Nó chịu đi chưa hết. Dạ. À còn tiền nữa. Cái năm cách đây cuộc 2-3 năm gì á, cái lúc đó mà cũng có cái mấy cái nhóm nó thù đi lắm. Cái năm đó là nó thù đi tham qua lắm, nhà qua nó ghé. Dạ. Ghé quỳ đó cô, chủ yếu là nó tới nó cho cái nhiều tay tới 2-3 lần. Cái nó mua trà trà Sài Gòn. Nó ghé một lần rồi, tôi thấy. Dạ. Mình uống trà để mua trà tới. Có khi nào họ ghé họ hỏi đồ cổ gì không? Có, nhưng mà cái vụ đồ cổ là nó không còn, mình không còn. Dạ. Không còn. Nhưng mà người ta có tới, người ta cũng dò hỏi. Có. Con thấy có mấy cái dĩa đâu mất rồi. Dĩa đó thì hồi xưa là trên cái đồ này là Mỹ đắm. Đắm người ta bán xuống. Xuống cái đồ cái rìm nó rớt bởi. Ủa vậy là cái đồ này hồi xưa Mỹ đóng quân rồi. Hồi xưa là ở khu dưới này là Hàn Quốc. Dạ. Ở phía trên nữa là Mỹ. Dạ dạ. Trên hai cấp, một cấp cái đồ dưới nó thấp ở dưới là Hàn Quốc nó đắm, của trên Mỹ đó. Hàn Quốc là lính đại hàng à? Đại hàng đấy. Dạ. Thì cái vùng đây là hồi đó rậm, mà anh nghe ở vậy mà vô đó cái nhà đây là dọc đây là ta về ta mới chậm giá lại chứ hồi đó là lỗ không khúc cái nữa. À vậy là hồi xưa là căn nhà này đã hứng chịu rất là nhiều đạn ở đây. Bây cái tại từ mình nó dày vậy thì nó không có vô trong chứ nó được xăm xăm ở ngoài là coi như là cái gốc đầy dưới phía kia là coi như lỗ lép mấy hết đó chứ. Con thấy là thời xưa những cái căn nhà như thế này á hay có hầm lắm, mà hồi xưa căn nhà mình có hầm không? Không có hầm. À không có hầm. Dạ. Không có. Nhưng mà điều con cái hầm thì không có, nhưng mà mấy anh mà ở trong khóm nè. Dạ. Anh cái nhà này nó chắc ở vô để anh ngủ. Anh ngủ rồi ở trên núi người ta thấy đông đó. Đây thì anh ơi ở trên đó anh bán chuông. Tại đây khu đó là khu coi như là nhà cất thoải mái mà đâu có sợ đâu. Dạ dạ. Hồi đó cho nên thì anh bán xuống nhà mình thôi. Dạ. Ở đây được. Đó. À. Đó. Đạn đang im đấy. Mấy cái lỗ này là đạn đạn ha. Đạn là đạn đó đây này. À. Con tưởng đâu là nó bị mục chứ. Đó bên kia này đây này. À. Vậy là đạn nó bắn lũng ở đây, cái khúc này là đạn bắn lũng sau đây rồi mà mới ấy chứ. Ồ, mới sửa lại à? Ừ. Dạ.
Hóa ra là căn nhà cũng đã hứng chịu một cái quá khứ rất là đau thương. Ừ. Cũng quay lại khúc ra đây là nó bán lũng hết. Bây giờ ta mới ấy tôi giảm giá lại chứ cùng khúc nguyên vậy đó. Là mình vá mấy cái lỗ lại không ha? Ừ, vá lại. Yeah. Vậy thì chứng tỏ một điều rằng là căn nhà này đã coi như là một cái minh chứng cho một lịch sử mà trải qua cũng, cũng khốc liệt không ha? Ừ, đúng rồi. Tính ra là bây giờ nếu mà lớp trẻ của chúng ta được sống như thế này thì đó là một cái gì đó rất là vinh dự và hạnh phúc rồi cả nhà. Nói sống là cái nếu cái nhà đây nó còn là quá tốt rồi chứ còn sống là mình bỏ đi quê ở chứ đâu còn ở đây đâu mà. Dạ dạ. Cái nhà đây nó còn là quý lắm mà. Quý là để là mình lưu giữ lại cái ký ức của ông bà hồi xưa. À, thôi bây giờ thì cũng đã muộn trưa rồi. Thì con cảm ơn ông đã tiếp tụi con. Ơi đó, có... ơi vậy đó. Có dịp thì con ghé lại, con đi ngang thì con ghé lại nhà con thăm. Dạ. Cảm ơn ông nha. Rồi. Dạ dạ. Cha mấy hôm có mấy cái tài thành đó nó dạ. Là kiến trúc mà nó làm ở bên trên kiến trúc à? À kiến trúc mà nó làm lịch ở Sài Gòn. Du lịch luôn hả? Ừ. Dạ. Cái đó ở đâu cái quà cái anh vô là nó thấy cái đám cao mình ở nhà của cũ đám cao rồi. Dạ. Đây là nó chơi. Dạ. Cái đồ nó về đó nó dắt một con tay. Dạ. Với hai cái con nào đó. Bắt. Dạ. Họ cũng giao làm du lịch luôn đó bái. Là họ đi thăm. Nó vô đặt điều kiện với tao là nó nói coi như là nó bỏ tiền để quy hoạch cái khu nhà của mình là du lịch à? Là du lịch. À giống như là kiểu là người ta muốn làm cái chỗ này là một cái nơi mà để cho khách khắp nơi về đây người ta tham quan một căn nhà cổ đó ha. Cổ đúng rồi. Dạ. Để kết hợp với làm sông với từng cái kia. À kết hợp sông. Kết hợp quanh đây luôn. Ừ, về thờ Long Sâm, rồi chùa Long Phước, về thờ Long Sâm. Vậy là người ta sẽ kết hợp rất là nhiều địa danh ở đây. Ừ. Cộng với căn nhà của mình nữa để thành một cái điểm du lịch đi vòng tour, còn giống cái tour ấy. Là một cái tour luôn. Ừ. Như vậy thì căn nhà của mình nó sẽ không còn giữ được cái sự tôn nghiêm để mà thờ cúng nữa. Thì đó thì bởi vì con nó còn muốn không chịu. Dạ. Con nó còn không chịu. Dạ. Bởi vì là có rất là nhiều người lạ đi ra đi vào. Đúng. Có những người tốt có và người xấu có. Đúng. Họ ăn mặn có, ăn chay có, rất là nhiều thứ. Ở đôi khi ông bà là không thích. Ông ha. Cũng cảm ơn rất là nhiều đã tiếp tụi con. Thôi con chúc ông với gia đình có nhiều sức khỏe nha. Ôi cảm ơn cháu nhiều. Dạ dạ. Thôi bà đang. Ừ, dạ. Rồi. Con đi nha. Ơi rồi. Buổi trưa ngày hôm nay thật sự là rất là may mắn nha cả nhà. Đi ngang qua thì tình cờ thấy một căn nhà rất cổ và với một cái mong muốn rằng là tìm hiểu về kiến trúc và chia sẻ những cái gì đó mà hoài niệm cách đây một thời đã rất là lâu rồi. Rất là may mắn gặp được cụ ông chủ nhân của căn nhà này cho phép để mà tham quan, thì để biết thêm được một căn nhà mà cách đây hơn 100 năm từng là một căn nhà giàu nhất ở khu vực này cả nhà. Đó thì thật sự là Nhân cũng chỉ mong muốn rằng là chia sẻ một cái kiến trúc mà đã tồn tại hơn cả trăm năm và hy vọng rằng cả nhà sẽ thích thú cái video này. Và trước khi mà dừng video thì cả nhà nán lại một xíu là bấm vào nút đăng ký kênh để đón chờ những cái video mới nhất trên kênh của Nhân. Còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại những cái video sau nha. Bye bye.